Cô có một cái ví dụ sau đây, chúng mình cùng quan sát xem chúng ta sẽ đẩy như thế nào trên bảng đến nhé. Đầu tiên là 6 trừ 2 trừ 2, chúng ta sẽ thực hiện trên bảng đến như thế nào? Chúng ta sẽ đẩy 6 trước này, chúng ta dùng càng cua nhúc vào. 6 có 5 ở trên và 1 ở dưới, chúng ta nhúc vào. 6 trừ 2, lúc này chúng ta để ý là phía dưới của chúng ta có đủ 2 để trừ không? Không có đủ 2 để trừ đúng không nào? Khi mà không có đủ 2 để trừ, chúng ta sẽ nhớ là 2 chơi với 3. Lúc này chúng ta dùng càng cua này, kéo 5 và 3 cùng đi lên. Trừ 2. Tiếp tục chúng ta lại trừ đi 2. Lúc này phía dưới của chúng ta có đủ 2 để trừ, chúng ta sẽ trừ bình thường. Và kết quả của phép tính này đó chính là bằng 2. Cô Nga thực hiện lại một lần nữa, chúng mình cùng quan sát lại. Xóa bàn đỉnh. 6 trừ 2 kéo 5 và 3 cùng đi lên. Tiếp tục trừ 2. Và kết quả của phép tính này đó chính là bằng 2. Cô Nga có một ví dụ tiếp theo. 5 trừ 2 cộng 4, chúng ta sẽ đẩy trên bảng tính như thế nào? Xóa bàn đỉnh. 5. Dùng anh đầy để đẩy 5. Trừ 2. Lúc này phía dưới của chúng ta không có 2 để trừ. Khi mà không có 2 để trừ, chúng ta sẽ nhớ là 2 chơi với 3. Càng cua kéo 5 và 3 cùng đi lên. Trừ 2. Tiếp tục cộng 4. Cách tính này chúng ta đã học rồi. 4 thì chơi với 1, càng cua kéo 5 và 1 đi xuống. Và kết quả của cách tính này đó chính là bằng 7. Xóa bàn đỉnh. Tiếp theo cô Nga có một ví dụ. 80 trừ 20, chúng ta sẽ thực hiện phép tính này trên hàng chục. Vậy thì hàng chục phải như thế nào? Mời các bạn cùng quan sát nhé. Với hàng chục thì cô Nga sử dụng tay trái. Tức là chúng ta sẽ cùng sử dụng tay trái này. Tay trái là kéo. Đầu tiên là 80, chúng ta dùng cái kéo, chúng ta nhúc vào 80. Tiếp tục trừ 20, phía dưới của chúng ta có đủ 20 để trừ, chúng ta sẽ trừ 20 bằng anh gầy nhá. Trừ 20. Tiếp tục chúng ta lại trừ 20 một lần nữa. Lúc này phía dưới của chúng ta có đủ 20 để trừ không? Không có đủ 20 để trừ đúng không nào? Khi mà không có đủ 20 để trừ, chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta còn nhớ nhỉ? 2 chơi với 3. Lúc này 20 thì chơi với 30 nhé. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái kéo này, kéo 3 và 5 cùng đi lên. Kéo 3 và 5 ở hàng chục, hay là 30 và 50 cùng đi lên. Trừ 20. Và kết quả của phép tính này đó chính là bằng 40. Cô Nga thực hiện lại một lần nữa, chúng mình cùng quan sát. Xóa bàn đỉnh. 80 trừ 20. Tiếp tục chúng ta lại trừ 20 một lần nữa. Kéo 3 và 5 ở hàng chục cùng đi lên. Và kết quả của phép tính này đó chính là 40.